xin chào cả nhà, hiện tại thì con đang ở chùa Thiền Quang và ở đây thì có rất là nhiều các em nhỏ, và hôm nay thì con sẽ đến đây để dành tặng những món quà cho các em. Thì các em đang ở đây đang tập thể dục rất là dễ thương và các bé sơ sinh nữa, và giúp cho các bạn người khuyết tật. Thì ở đây là có rất là nhiều các trẻ người coi. Đây là những món quà, đây là những bộ đồ rất là dễ thương mà con sẽ dành tặng cho các em ngày hôm nay. Các em rất là ngoan và dễ thương. cô đợi ha, cô xin cô đây nè, cô ai đi mang anh, bắt cô ấy.
Cho con và subscribe kênh Nguyễn Lê Hiền Trâu Thị Sở nhé. Cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà video lần sau.